Thủy, tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Ấn Độ. Phát biểu trước buổi tập chiều 28 tháng 10 tại Uzbekistan, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với Ấn Độ ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi đi bộ làm quen sân thi đấu Lokomotiv, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Ấn Độ vào 17 giờ chiều mai 29 tháng 10 giờ Việt Nam. Tiền vệ Bích Thủy khẳng định toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận ra quân với Uzbekistan để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với Ấn Độ. Quyết chiến với Ấn Độ. Đội tuyển nữ Ấn Độ hiện đang đứng hạng 61 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, kém hơn đội tuyển nữ Việt Nam 27 bậc. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển là trận giao hữu trước thềm SEA Games 30 vào tháng 11 năm 2019. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 3-0. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thụy Điển Thomas Dennerby, đội tuyển nữ Ấn Độ đã có nhiều thay đổi và tiến bộ. Huấn luyện viên Thomas Dennerby là người đã dẫn dắt đội tuyển nữ Thụy Điển giành hạng 3 tại World Cup nữ 2011. Nói về trận đấu ngày mai, tiền vệ Bích Thủy chia sẻ, chúng tôi đã rút ra nhiều bài học sau trận thua Uzbekistan. Cuộc đấu với Ấn Độ sẽ là màn quyết chiến của Việt Nam. Toàn đội tự tin hướng đến kết quả tốt nhất tại trận đấu này. Sau khi thăm sân thi đấu Lokomotiv, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã di chuyển tới sân tập để hoàn tất các bài tập chiến thuật. Dù thời gian di chuyển giữa các địa điểm khá xa nhưng toàn đội vẫn duy trì không khí vui vẻ và hào hứng để bắt đầu buổi tập. Bích Thủy chia sẻ, mọi người đều hiểu đây là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Vậy nên, chị em chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng tập trung hết sức, dồn toàn bộ tinh thần và sự tập trung tốt nhất để thi đấu với Ấn Độ, Nhật Bản, thể hiện được tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Khi ra sân ở trận đấu đầu tiên và nhìn thấy các cổ động viên Việt Nam trên khán đài, tôi cảm thấy rất vui khi có được sự ủng hộ của khán giả. Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Ấn Độ, Bích Thủy chia sẻ thêm, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn. Thank you.